xám bạc màu, nó hơi xấu hơn. Nếu mà giải phân hóa học thì giờ cái cây nó cũng từng này thôi, nhưng mà đây nó đất rộng nó tốt hơn thì rõ ràng cây nó cũng to hơn. Rồi thành phần phân nó như thế nào á, thì mình để xác nhận sau này á, là coi cái lượng phân con lười này với lại cái phân hóa học này coi cái năng suất nó như thế nào. Còn hiện tại cái ngọn lúa thì mình thấy rõ ràng đó, cái đất rộng thì mỗi năm á, thì giải phân hóa học thì nó cũng câu lá dữ lắm. Năm nay giải phân lười thấy nó cũng đứng lá, thấy nó đẹp đó, mà không biết sao đây. Giờ để chờ tới thu hoạch. Rồi vậy hả anh em. Ừ, cảm ơn anh Hậu nha. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Để này mà sau này coi mà mình so sánh cái sản phẩm, mà nếu sau này mà phân con lười mà nó Đạt năng năng suất suất hơn ha. nó chỉ bằng nhau thôi thì giải phân con lười thấy nó có hiệu quả hơn tí. Một là thời gian giải, cái thứ hai nữa là cái lượng tiền, nói chung là nông dân bằng ruộng thì nó phải tiền thôi. Đầu tư anh đầu tư 1 triệu, tôi cũng đầu tư 1 triệu, mà tôi khỏe hơn, năng suất tôi cũng bằng anh, thì tôi sẽ dùng phân lười ha. Thì Khi tới dùng hiện bón. tại thì tôi cũng mới lần đầu tiên, nhưng mà thấy cái lượng phân con lười với lại giữa phân hóa học thì giữa hai cái, giờ cái thân cây giờ rễ ngọn lúa thì thấy thân con lười thì hiện tại là bây giờ là nó cũng tương đối đạt so với ý tưởng của tôi đó, so với phân hóa học. Bụi thì nở hơn ha. Rồi nó nở hơn, rễ nó ngon hơn, nhưng mà cây lúa thì hiện tại là 50 ngày rồi mà thấy nó cũng suông, thì đang chờ thu hoạch để coi cái năng suất nữa. Đó, như thế thôi. Rồi vậy để tới trổ đi năm tới để mình so sánh lại cái ha. Rồi mình xác nhận lại cái vấn đề trổ coi năng suất rồi nữa, rồi mình mới so sánh giữa cái đầu tư. Rồi. Rồi rồi cảm ơn anh. Đây là có anh Hậu ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, đất Bình Tân nè, đất xám bằng xã nhau. Bình Tân, thị xã Kiến Tường.